Bản lên tiếng của giáo phận Vinh xuyên tạc nghiêm trọng tình hình Việt Nam do linh mục Nguyễn Văn Đính quản hạt thuận nghĩa ký tên. Bản lên tiếng này đã thể hiện bản chất phản động chống đối của một tổ chức nhân danh tôn giáo chân chính để bảo kê cho những tên phạm tội khủng bố chống phá đo lạc đổ nhà nước Việt Nam từ bấy lâu nay. Trong bản lên tiếng này, các đối tượng cực đoan trong giáo phận Vinh đã đánh lừa dư luận bằng cách gọi tên những khủng bố Việt Tân cộng cán là những nhà hoạt động vì môi trường, sau đó đối với các nhà chức trách và pháp luật Việt Nam rằng họ đã bắt bớ những người có tri thức và hoạt động vì những điều tốt đẹp cho xã hội. Những đối tượng lợi dụng công giáo, nút dâm, bóc nối với các linh mục cực đoan trong công giáo, đặc biệt là một số linh mục tại giáo phận Vinh, thực chất là những cánh tay nối dài giữa tổ chức khủng bố việt Tân. Chúng lợi dụng những vấn đề phát sinh, tồn động, xã hội đang bức xúc để thực hiện âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn, khủng bố chính quyền, thực hiện cái gọi là cách mạng màu tại Việt Nam. Và sự thật thì bên trong giáo phận Vinh đang đầy rẫy những vấn đề vi phạm phạm trù đạo đức. Nhưng những linh mục chân chính lại không được trọng dụng, thay vào đó là những tên linh mục cực đoan, phá đạo. Điển hình như linh mục Nguyễn Đình Thục ngang nhiên huy động giáo dân chặn dòng sông Thái để xây dựng công trình trái phép, gây ách tắc dòng thủy, ngập úng. Linh mục Đặng Ngữ Nam trong thời gian làm quản lý xứ Phú Yên đã bảo kê cho giáo dân xứ Phú Yên đánh bắt cá bằng mình, hủy hoại môi trường biển. Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, suối chiên chiếm đất nông nghiệp, ngang nhiên xây dựng trái phép nhà ở cho bản thân hưởng thụ thời còn làm quản lý xứ Đông Kiều linh mục Nguyễn Đức Nhân suối con chiên chiếm đất nông nghiệp. Từ sau khi xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung, với lý do bảo vệ môi trường phản đối Phóc Mô Sa, các linh mục cực đoan giáo phận Vinh như linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Đặng Ngũ Nam thường xuyên kích động giáo dân hoạt động tuần hành, khi mất trật tự an ninh trên địa bàn, biến nhà thờ trở thành nơi xuyên tạc tình hình đất nước, nói xấu các cấp chính quyền nhằm gieo rắc sự bất an và lòng thù hận trong đồng bào công giáo. Trong khi mưa lũ gây ra thiệt hại về người và của trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều vùng trên cả nước, thì các lĩnh mục này không hề có động tĩnh giúp đỡ hoặc là hiệp thông cầu nguyện cho bà con vùng lũ vượt qua cơn bão mà thay vào đó chỉ thấy hiệp thông cầu nguyện cho những tên tội phạm khủng bố Việt Tân đã bị pháp luật xử lý. Tháng 10 năm 2016, Bộ Công an đã đưa Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố để cùng hợp tác đấu tranh về phòng chống khủng bố. Thế nhưng những cái tên như Lê Đình Vượng, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Nga, Hoàng Đức Bình tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân nhiều tin đã vào tù ra tội với nhiều tội danh hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước đã được tòa án xét xử và chịu trừng phạt của pháp luật thì chúng lại được gọi cái là ban công lý và hòa bình thuộc giáo phận vinh cầu nguyện và vinh danh là những nhà hoạt động môi trường qua đây thấy rõ ban công lý và hòa bình của giáo phận vinh đã thể hiện đây không phải là một tổ chức của tôn giáo đơn thuần mà là một tổ chức đội lốt tôn giáo để nuôi dưỡng cho những tên tội phạm khủng bố nguy hiểm để thực hiện âm mưu phá hoại lật đổ chính quyền gây chiến tranh bạo loạn cho xã hội Bản lên tiếng về các tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày 6 tháng 9 năm 2018 của Ban Công lý Hòa bình Giáo Phận Vinh thực chất là để níu kéo, cầu nguyện cho những kẻ phản bội Tổ quốc, làm trái với đạo lý, tôn trị, kính chúa yêu nước của đại đa số đồng bào công giáo đang thực hiện.